Xin mời đội khai lục khai ngàn chuẩn bị vào sân ạ. Khai lục khai ngàn. Mời hai đội lên đây. Hai đội sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Đội viên mình không có ai ở đấy nữa, bên kia phòng quy rồi, ngồi xuống là phòng quy rồi, ngồi xuống là phòng quy rồi. Nó chỉ muốn kéo hai trận nữa, trận thứ hai, trận thứ nhất là Đông Hải không kéo nước, kéo kéo được một trận nữa là chắc chắn là mình sẽ. Hai đội này lực là tương đối ngang ngửa nhau các bạn nhé.
ở trong tình trạng kéo co mà hai bên đều lực tương đương nhau như này thì bên nào tĩnh và trụ được càng lâu thì bên đó là sẽ thắng. Bên kia thì không động đậy gì, bên này là tích cực chủ công đấy nhưng mà không bứt phá lên được một chút nào cả. Du khách cổ vũ rất là nhiệt tình và bên đội này đã thắng rồi các bạn ạ. Bên nào mà càng trụ càng lâu và càng tĩnh thì sẽ thắng các bạn nhé. Bên nào công chủ công nhiều thì sẽ nhanh mệt hơn. Đông ngũ thua rồi. Vâng, như bài đàn này là bên các cô thanh y này là đã bị thua mất rồi. Giới thiệu các bạn bây giờ là cái tiết mục kéo co giữa hai đội nha các bạn nhé. Bên kia là đại thay, bên kia là kéo con hơi con được rồi. Rồi khách quan nhả rơi, rồi khách quan nhả rơi, rồi xin mời hai đội lên đây. Này nó hơi ngược sáng rồi. Hai đội phía này nghe, chuẩn bị sẵn sàng kia coi mua tuổi coi đã bắt đầu kéo chưa? Hai đội sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Chuẩn bị.
kéo này lần thứ hai, đằng nào có sức bên kia, kéo này chơi, còn nữa, mạnh thứ ba, mạnh thứ ba. Cái dấu vết chân các chị là bám trụ như này các bạn ơi. Hôm nay là cái đi giày. Tích cực các bạn ạ. Đang nghe xin mời hai đội về phía bên bản ạ. Như vậy là tỷ số là 2-0 thuộc về kết quả. Những cô gái đến từ thôn Tham Quan, Tham Quan thì rất là xuất sắc, thắng liên tiếp hai trận liền các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là có làm không kia. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi rồi. Yếu thế. Chào mọi người.
đi về đi Minh ơi. Tiếp tục là một pha tấn công của các cầu thủ Hung Động. Và nếu thế trận này Lý Văn Quản đã nổ hồi còi kết thúc trận đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội xã Hung Động và xã Đại Dực. Kết quả chung cuộc, xã Hung Động giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các cầu thủ nữ đã tạo nên một bầu không khí lễ hội rất tuyệt vời và đặc sắc trong trận đấu bóng đá này. Chúng ta xếp hàng quay về phía này ạ. Xếp hàng quay về phía này để cho các đại biểu chúng ta sẽ chụp ảnh và tặng hoa. Này có hai chị giao thanh nghi rất là xinh gái, là ba chị. Đây áp bảo. Cầm bài này hơn. Nhưng mà làm được rồi đấy. Hôm qua trước một phút cũng còn này. Trận tiếp theo, Khe Ngàn gặp Đông Mũ. Đấy. Làm lại hơi đấy. Các đội chú ý chưa, bao giờ gậy ra khỏi phân mình mới kết thúc trận. Nhưng mà cao hơn đấy. Cao hơn ba Giới thiệu các bạn, bây giờ là bắt đầu cái trận đẩy gậy của thôn Khe Ngàn và Đồng Mũ. Để ý vào. Ôi giời. Người ta thả ra rồi và cố đẩy. Đâu trên đó nhỉ?
Tiếng đánh nghe rất là giòn. Những quả cốp phát đấy là đánh trúng quay đấy các bạn. Ngoài vì đánh trúng cái quay, cái con gỗ của đối phương thì còn tính về cái tốc độ quay và thời gian quay của cái con quay sau đấy đó nữa. Con nào mà càng quay lâu, trụ lâu thì đội đấy sẽ thắng các bạn. Vâng, các đội cho các thành viên về quan niệm. Ở góc này thì các chị đánh quay đang khởi động cái chương trình giao lưu quay của mình. Tí nữa là sẽ bắt đầu vào cái chương trình thi đánh quay các bạn ạ. Hiện tại thì mới đang có 4 chị tham gia giao lưu quay đây thôi. Mình là đội ở xã nào đấy hả chị? Đại Dược ạ. Vâng. Mấy mấy lòng mẹ. Mình đội hình tham gia này là mỗi đội mấy người chị? Tám người cơ mà. Cũng đủ cân 9 người vào. 50. 50 người anh ơi. Đồng thế nào? Sẽ có được 7 vừa thì thay nhá, về gọi thêm người đây. 500 cân. Đã đến giờ diễn ra các nội dung các môn thi. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời các lãnh đội của các đoàn vận động thi, chúng ta hãy cùng đưa đoàn của mình ra để mà thi đấu các môn kéo co, đẩy gậy, đánh quay. Đây là những cái cánh đồng ruộng lúa bậc thang đã chín vàng ươm vào mùa thu hoạch rồi các bạn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là chương trình thi bắn nỏ nha các bạn nhé. Toàn các nữ xạ thủ thôi. Một người, một chín, hai mười, một chín, một mười. Yeah.
Đấy chúng ăn cây cái đấy thì càng mà thấy cây cái. Càng 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 ngọt lành á. Có một cơ hội, tuy nhiên không thể sút được, không thể hóa được. Và ngay lúc này thì trọng tài Lý Văn Quản đã cho hai đội tạm nghỉ có lên hàng đấy. Tốt. Vâng, tôi đi cọ sát để lên hàng đấy. Rất mạnh của các hậu vệ bên phía Hùng Động. Đội này đội trẻ, 2K8. Hùng Động bên này này. Vâng, Hùng Động bên này. Bên này. Một pha treo bóng vào phía trong. Vâng, cơ hội nguy hiểm đã trôi qua. Trận đấu đã diễn ra được khoảng gần 20 phút đồng hồ. Và một pha đánh đầu rất kỹ thuật của hậu vệ bên phía đại dực. Tiền đạo cắm bên phía đại dực đang có bóng, rất cố gắng, tuy nhiên không thể thắng được pha tranh chấp với một cầu thủ bên phía Hùng Động. Hùng Động tấn công. Bên Hốc Động là toàn 2K8 mà chị ơi. Toàn các cháu lứa tuổi 2K7, 2K8 thôi. Hai K tám mà tham gia đá mấy năm, 2-3 năm. Nhất từ đầu trận đến giờ, một pha đối mặt với thủ môn, bóng vẫn đang lộn xộn và cơ hội vẫn đang của các cầu thủ đại dương. Không được rồi, rất đáng tiếc, một cơ hội đối mặt với thủ môn, tuy nhiên tiền đạo bên phía này được quả này vào rồi, vào tương đối là hiện một mình một bóng, là một pha phạt công. Bóng rồi, rồi không vào các bạn ạ, không thành ngoài của thủ môn ra ngoài. Một mình một bóng rất là tốt. Những công thành của thủ môn bên phía Hùng Động. Tuy nhiên chúng tôi cảm nhận thấy là trình độ chuyên môn của cả hai đội, đặc biệt là của đại dực, năm nay đã tiến bộ hơn rất nhiều so với mọi năm. Mọi năm thì các trận đấu bóng đá nữ giữa các xã của đồng bào Sán Chỉ thu hút khách bởi sự mới lạ. Tuy nhiên thì càng ngày thì trình độ chuyên môn mới là cái mà thu hút đông đảo quần chúng và du khách đến với các trận đấu bóng đá nữ. Các nước cầu thủ càng ngày thi đấu chuyên môn càng tốt hơn. Một quả đá phạt góc dành cho Hùng Động. Ban tổ chức thông báo xe ô tô màu cam biển số 14C37289 di chuyển ra vị trí khác để cho xe của ban tổ chức lưu thông. Chúng tôi xin thông báo lại chủ xe ô tô xe Ford 14C37289 sẽ di chuyển xe của mình ra vị trí khác ạ.
Vâng, xin được trân trọng thông báo xe 7289 chúng ta sẽ di chuyển ra vị trí khác để cho xe của ban tổ chức lưu thông. Sự áp đảo nó đang thuộc về các cầu thủ bên phía Hữu Động với các những cầu thủ có tố chất kỹ thuật rất tốt. Đội đại diện thì nó cũng chỉ là biết hy vọng vào các pha sút phạt biên cũng phải có quan thiên nhiên người ta đấy sao không vâng, đã khoảng 15 phút trôi qua, tuy nhiên là chưa có bàn thắng nào được ghi cả. Hai đội đang rất cố gắng và đầy nỗ lực, và tốc độ trận đấu đã đang được đẩy cao hơn và các cầu thủ đã thi đấu quen sân và quen trong hơn và đã có những pha phối hợp. Biên theo hướng tấn công, bóng được tạt vào phía trong. Vâng, cơ hội đã trôi qua mất rồi. Các cầu thủ Hữu Động rất tự tin, man mật và chuyền bóng lẫn nhau để tổ chức các pha tấn công. Một quả đá biên tiếp theo dành cho đội đại dự. Thank you.
các diễn biến tiếp theo của trận đấu giữa Húc Động và Đại Dực trong khoảng thời gian được. Trong khoảng thời gian vừa qua thì đội Húc Động đã có một pha sút khung thành rất nguy hiểm, tuy nhiên là chưa có bàn thắng nào được ghi cho đến giờ phút này. Hai đội cũng đang rất là tích cực và cố gắng trong các pha tấn công. Đội Húc Động đã đẩy cao đội hình của mình hơn với các cầu thủ mặc dù là nhỏ con hơn tuy nhiên là rất nhanh nhẹn và kỹ thuật. Còn đội Đại Dực thì đang chọn chiến thuật là phòng ngự. Một mình cầu thủ Thủy giữa vòng vây. Có một pha tấn công nào có nét. Một pha đá biên nguy hiểm và có tới hai cầu thủ tấn công. Hai cầu thủ tấn công bên phía Húc Động. Vâng. Bóng không chạm ai cả. Nhanh bên phía cánh phải, bóng được tạt vào phía trong, tuy nhiên thủ môn Đại Dực đã ôm trọn trái bóng thì đá mạnh lên phía trên. Rất quyết liệt hai pha tranh chấp của hai cầu thủ. Các cầu thủ đang rất tập trung tổ chức theo sát người. Những phút vừa qua thì thế trận đã tạm thời nghiêng về phía Húc Động, luyện tập rất bài bản và rất nguy hiểm. Một pha bóng lập cập phía trước khung thành của Đại Dực.
tiếp tục là những pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Tốc độ thi đấu đang tương đối là nhanh với các pha chạm bóng, một chạm được đẩy lên đẩy xuống, tuy nhiên là chưa có một pha phối hợp nào rõ nét đến từ phía cả hai đội. Hey, học thì đứng thôi.